Đây còn trồng mía này chú đây sẽ chú nói đây chắc có không được nửa tiếng là xong cái trồng mía một mình có, chú đây. Còn nửa tiếng rồi. Nửa tiếng luôn. Còn chục ba rồi chú sẽ review chú hết trồng này luôn nha. Có chuyện gì vui vui cỡ cho nghe chưa? Có vợ chưa? Ôi dồi ôi, vậy lớn tuổi rồi nè. Ồ, 52 tuổi rồi lớn rồi, bằng chú mía rồi. Chú mía cũng 52 tuổi mà. 52 tuổi rồi, cả cháu rồi. Bốn cháu, cháu ngoại hay cháu nội? Cháu ngoại. Cháu ngoại bốn. À. Con mình cháu, cháu ngoại không? À, con mình cháu ngoại á. Con mình con gái. Con gái hết hết luôn. Nhà chú nhiều mía không? Cũng được 2 hát vậy. 2 hát, chặt chưa? Chưa. Chưa hả? Mướn công chặt luôn chứ. Để mía sau nhà đấy. À, để mía sau nhà. Ủa, nhà mình có tân hợp đây luôn hả? Tân Hiệp chú anh, Tân Hiệp. Mở. Ông kia nè, ông kia có xe gấp mà mai vô coi nha. Mai gấp mía hả chú? Mấy giờ nhỉ? Dùng đây gấp bên kia rồi. Trên gần đường cái không? Vừa này hết nè. Ý là xe con đi được không? Xe con đi được không? Không, xe con đi không được, không đi xe con mà đâu có xe máy thì chắc đi được. Mai nhá. Gặp được cái chú xe gấp này, mai chắc mình gấp nha mọi người, quay cái review gấp mía cho mọi người xem nha. Giờ chú nói có gấp trên kia mà cái đường đi hơi khó gì với xe tải đi được, cho xe con mình đi không được. Vậy là mai chú cứ cho công nó gom lại khúm 30-40 bó kia rồi gấp hơn. Trời chiều đó. Chú có đi chặt xe không hay là già rồi chặt gần nhà thôi? Tôi không. Ừ. Có ngồi riêng đây à? À. Đây gần Tết đây. Đây là có nè. Là cỡ. Ừ. Gần Tết rồi. Ừ. Ngồi riêng mới chặt. Có nghĩ anh nữa búi đồ gì không hay là thấy thanh niên dưới kia nghĩ hết rồi? Dưới nhà đây nè. À, dưới nhà đây. Ừ. Rồi ba đám. Ba đám. Ba đám trồng mía hết luôn. Ừ. Ở xong giờ đây mà thấy giờ còn móng lét đây hả? Chẹt rẹt rẹt. Chú 52 tuổi mà già cũng làm hết không? Ừ. Không cần nghĩ đâu, làm gì thanh niên làm nữa. Làm vậy tấu có uống rượu không? Tấm bao nhiêu à? Bên. À, nãy giờ làm được gói thuốc rồi đấy. Gấp 75. Chú chắc qua Tết rồi, qua ăn Tết nhìn đáng là mới chặt đúng không? Ừ. Cũng được. Cái đã chặt bây giờ đây một xe hai xe cũng đủ trả công ấy. Đúng rồi. Chặt hết luôn nha. À, phóng này cho người ta làm đòn cho nó dễ. Vừa mình chặt vừa làm đòn cái bò luôn. À, chú lượm luôn hay người khác lượm? Chú lượm luôn á. Chú lượm luôn á. Ừ. Rồi giỏi thế. Bò. Bò mấy con? Bò có 5 con chứ mấy. Trời. Già mà giỏi dữ trời. Dừa 5 con bò. Dừa đi chặt mía ra tiền dừa có giống như đi cắt cỏ cho bò luôn. Trời hồ thanh niên như cháu chắc theo ông lại hả? Nhê. Đi bóc mía nữa hả? Đi bóc mía. 52 tuổi bóc mía. Ngày mấy xe? Ngày bóc mấy xe? Ngày 2 xe. Ngày 2 xe. Trời giỏi theo năm mấy tuổi mà theo thanh niên làm gớm ấy. Nhưng mà nay chắc hết bóc rồi chứ. Không làm nữa vậy. Chú cứ vui tính thật. Mình...
Chú làm chú trễ đọt bên kia làm tí chú quay lại chú làm đọt cho bò. Sao chú đem bò ra đây đó nó làm đọt. Đem bò ra đây nó làm đọt ăn luôn nha. Không có đâu. Bò dậm hết mía chưa bóc đi. Bò dậm hết mía chưa bóc. Bò. À. Mình được à, sợ bóng được. Miếng này miếng nó dầm số bó rồi chú hả? Ừ. Miếng đây là miếng góc hay miếng tơ đây? Miếng vụ 2. Vụ 2 ha. Vụ 2 mà thấy bó kiểu đây có không? Dạ. Yeah. Không có đâu. Ừ. Đấy, chú chảy theo lấu là tí chú lợm đọt lại hết nha mọi người đấy, đọt xanh hết không? Đấy, tí lợm đọt nghe là chưa giác gì cho bò ăn gì đâu đúng không? Chú lợi hại chưa? Hai hét là mía cho chú có đất keo đồ không? Đất rẫy keo đồ không? Không có keo nè. Ở đây có ai bán đất rẫy đồ không chú? Không có hả? Mày nó không bán đất nữa ha. Hết rồi hả? Keo ở đây là người ta mua đám hay là người ta kết đi nhà máy? Lúc cũng mua đám chứ. Thôi nó mua đám hả? Ừ, trời ơi, năm 12 tối mà làm quá làm. Nhanh phết này, bó liên tục này. Bốc 75 không có cơm ăn. Bốc 75 không có cơm ăn. Bốc 70 là cơm ăn. Cơm chú lo mà nữa hả? Nhà chú có sáng mì đồ không? Không hả? Chỉ có mía với keo thôi. Xong rồi con cái nó làm thì mình về mình nghỉ nhà nuôi cháu rồi chứ. Đưa con cái hết rồi. Đấy. Mình có bao nhiêu đấy? À, ý là đưa cho con cái đất bớt rồi chứ hồi trẻ là đất nó chưa có gia đình là đất còn nhiều ấy. Hai đứa con. Còn hết rồi. À. Mình làm tí nữa. À, 2 hectare cũng nhiều rồi chứ. 2 hectare hai vợ chồng ăn ớn. Bây giờ uống đủ làm nữa. Mua bia uống đủ. Uống bao nhiêu bia mà không đủ. Bia uống 5 lon say cho già rồi uống đâu uống nhiều được đâu mà. 5 lon không? Hả à, hay là hơn? Hơn hả? Hơn hả? Giờ già mà uống tốt thế à? 52 thì uống chắc 2 nhân 5 là 10 chắc được 10 lon á. Ôi dồi, rượu tráng 2 lít chắc bia uống cả thùng nha. Rượu tráng 2 lít mới say á. Ôi dồi, 50 ngàn rượu. Uống cũng gớm á nhỉ. Thật nhiều thanh niên uống lại chứ. Lại rồi tính lên lên, dưới với chú bao lên lên, huynh mà to. Đúng ấy là bia lít là uống không quen đúng không? Vì nè uống là lon ấy mà vứt lon đi cũng được.